Nếu bạn thuộc những con giáp này, khi bước chân ra đường vào tháng 12 âm lịch thì phải hết sức cẩn thận, bởi đây là những con giáp dễ gặp vận đen trong ngày đầu tháng. Vào ngày hôm nay, bạn phải hết sức cẩn thận trong vấn đề lời ăn tiếng nói, trong các mối quan hệ xung quanh vì dễ bị tiểu nhân đặt điều nói xấu, cũng như các bạn phải tuyệt đối chú ý đến sự an toàn trong các vấn đề xe cộ, giao thông, đi lại vì dễ va quẹt, thương tích. Và đó là các con giáp sau. 1. Tuổi Thìn vẫn đang trong hạn tam tai đeo bám năm đầu tiên trong tháng 12 âm lịch, lại chịu tác động từ tương phá thái tuế. Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn trong tháng 12 năm 2022 âm lịch được dự báo sẽ gặp không ít trục trặc, cản trở từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Càng gần Tết, mọi thứ càng cập sập, đây không còn là thời điểm mà bạn có thể thảnh thơi làm những việc yêu thích nữa. Khối lượng công việc tăng mạnh, kèm theo đó là áp lực. Không khí năm mới cũng khiến bản mệnh cảm thấy sốt ruột và muốn hoàn thiện mọi việc thật nhanh để còn kịp đón Tết. Thế nhưng mọi chuyện có thể sẽ không suôn sẻ như mong muốn của bạn. Thậm chí bạn càng nhanh thì càng dễ lộ ra sai sót, hậu quả vô cùng nghiêm trọng vào lúc này. Tháng này còn có cả hung tinh âm sát, xung chiếu là điềm báo có kẻ xấu ngấm ngầm hãm hại. Bản mệnh sẽ phải tổn hao rất nhiều tinh lợi mới có thể giữ được mọi chuyện trong tầm kiểm soát. Cạnh tranh đấu đá ngầm ngày càng gia tăng, nhất là khi xung quanh bạn ai cũng đều là người có năng lực và thời điểm này ai cũng muốn chứng tỏ ưu thế của mình để các khoản thưởng Tết thêm phần dư dả. Lúc này bạn càng cần phải nỗ lực kiếm tiền về trước, hạn chế mắc sai lầm, kẻo đó sẽ là cái cớ để kẻ xấu vin vào, phá hoại bạn cho bằng được. Nhiều khó khăn ập tới có thể khiến suy nghĩ của bản mệnh trở nên bế tắc. Vì thế mà con giáp này thường mất bình tĩnh, khó đưa ra những quyết định đúng đắn và chính xác. Dù vậy, bạn vẫn phải tự nhắc nhở bản thân là hành sự thận trọng, nhất là những việc liên quan đến giấy tờ, hợp đồng, thủ tục pháp lý. Sai sót vào thời điểm năm hết Tết đến sẽ rất khó để khắc phục được sớm, lại còn ảnh hưởng xấu tới uy tín và tổn hao tiền của. Cũng may tháng này nguyệt lệnh lâm dưỡng và thiên đức cát tinh báo hiệu mọi việc sẽ tốt dần lên, nỗ lực của bạn đến một thời điểm nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Chỉ cần Thìn tập trung tinh thần cao độ, hạ quyết tâm tới cùng thì mọi khó khăn có thể tháo gỡ để gặt hái thành quả tương xứng, cũng như được thảnh thơi phần nào để yên tâm đón Tết. Xem tử vi tháng 12 năm 2022 của tuổi Thìn âm lịch, do cục diện ẩn tàng hung hiểm, lại có hung tinh rình rập, tài vận của con giáp này bất ổn, nhiều biến động thăng trầm, rất khó đoán trước. Có thời điểm tiền đến nhanh nhưng cũng đi nhanh, khó tụ lại. Tương phá khiến vận khí sa sút ở nhiều phương diện. Những chú rồng cũng dễ bị phân tâm bởi nhiều vấn đề, lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo để lo công việc, nhưng kết quả cũng vẫn chưa được như mong muốn và càng khiến tinh thần của bản mệnh lao dốc. Cũng vì nguyên do này mà việc kiếm tiền có phần bê trễ. Mọi chi tiêu sinh hoạt trong cuộc sống phần lớn dựa vào nguồn thu chính, song công việc chưa đạt được mục tiêu dự kiến lại thường xuyên bị cản trở, do đó nguồn thu lương thưởng cũng có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Phải đợi tới cuối tháng mới có khoản thu đáng kể đến từ thưởng Tết. Bạn cần tập trung hết mình vào công việc chính, như vậy sẽ có thu hoạch xứng đáng. Hơn nữa, tháng này có nguyệt lệnh lâm đất dưỡng, báo hiệu vận khí dần có khởi sắc. Bạn càng chăm chỉ và nỗ lực thì vận trình tài lộc càng có xu hướng dần tăng tiến. Hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu, làm việc mình yêu thích, đừng bỏ lỡ giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt. Vấn đề chi tiêu nên đề cao tiết kiệm, sắm sửa có chừng mực. Rất may là trước đó, con giáp này có một khoản tích lũy không nhỏ nên đủ để trang trải các khoản sinh hoạt phí bắt buộc. Cuối tháng là thời điểm các khoản lương, thưởng Tết đổ về túi, giúp bản mệnh có thể thở phào, yên tâm sắm sửa đón Tết. Người làm kinh doanh có thể thấy không hài lòng khi doanh thu năm nay kém hơn so với mọi năm, nhưng nếu đó là xu thế chung thì bạn cũng không nên quá lo lắng. Hãy cứ tập trung vào phát triển chất lượng sản phẩm, tạo dựng uy tín vững chắc thì khách hàng sẽ tự tìm tới tận nơi. Bên cạnh đó, ở thời điểm năm cùng tháng tận, vận khí lại có nhiều biến động do âm sát hung tinh đe dọa, bạn cũng nên hạn chế đầu tư mới ở quy mô lớn để tránh thua lỗ, nhất là các hạng mục mạo hiểm hay có sự biến động lớn như chứng khoán, bất động sản. Tốt nhất là các kế hoạch dạng này nên để sang năm mới, khi vận khí có khởi sắc tích cực thì hãy tiến hành. Để hóa giải vận đen và chiêu mới may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 2. Tuổi Sửu.
Xem tử vi tháng 12 năm 2022, tuổi Sửu âm lịch hay còn gọi là tháng của mật. Người tuổi này được dự báo phải đối mặt với nhiều biến động trong chuyện công việc. Vận trình tháng mới có thăng, có trầm, đòi hỏi bạn phải thận trọng và nỗ lực nhiều hơn mới mong tìm được hướng đột phá cho mình. Tuy có nguyệt lệnh lâm quan đới, nhưng mức độ ảnh hưởng chưa cao nên con giáp này vẫn phải tự thân vận động, bỏ ra nhiều sự cố gắng hơn chứ không thể nào dựa dẫm vào vận may. Thời điểm cận kề đón Tết, bạn tốt nhất nên hoàn thiện mục tiêu đã đề ra, làm tốt nhiệm vụ được giao thay vì chạy theo quá nhiều lĩnh vực cùng lúc. Vì là tháng cuối năm nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ, hiệu suất có tốt hay không còn tùy thuộc vào sự tập trung và nỗ lực của bạn tới đâu. Đừng vì ham công tiếc việc mà ôm đồm nhiều thứ, vì bạn sẽ không thể làm xuể và tháng này bạn nên hạn chế xử lý những việc lớn. Đặc biệt là tháng này tuổi Sửu chịu tác động bất lợi từ hung tinh thái tuế, thêm cả thiên quan nhập mệnh, xuất hiện điềm báo có thể bị ganh đua, ghen ghét, đặt điều thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Do đó bạn càng nên thận trọng hơn để mọi việc được hoàn thành một cách ổn thỏa, yên tâm đón Tết. Bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để giải quyết. Gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ, bởi công sức mà bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu có thể kiên định tới cuối tháng, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng và nhận những lời khen từ cấp trên. Có thể bạn còn được một phần thưởng hậu hĩnh nữa đấy. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng trước lời nói và biết kiểm soát cảm xúc của mình, không nên tự cao quá mức để tránh những rắc rối không đáng có. Tử vi tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, tuy công việc vẫn còn nhiều mối lo toan sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới thu nhập của bạn. Bạn cũng có thể cảm thấy vận may không ở bên mình, nhưng yên tâm là về mặt tài chính thì vẫn ổn, đủ để chi tiêu cho bản thân và gia đình trong tháng cuối năm với đủ chuyện phải lo này. Tháng này dù Sửu không có tài tinh chiếu mệnh nhưng tình hình tài chính không quá ảm đạm. Cũng bởi bạn luôn có những khoản tích lũy, dự phòng nên kể cả không có khoản thu đáng kể vào trong tháng này thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Tới cuối tháng, những người làm công ăn lương có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi các khoản lương thưởng Tết bắt đầu đổ về túi. Tình hình khó khăn cũng sẽ được giải quyết phần nào nếu bạn cũng có thêm khoản tiết kiệm cho các kế hoạch sau Tết. Với người kinh doanh, tình hình buôn bán tất bật trong cả tháng chạp, đòi hỏi bạn phải có sự thích nghi nhanh chóng, luôn quan sát biến động thị trường để kịp thời đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp. Có như vậy lợi nhuận mới đổ về túi. Sau tuổi Sửu cũng đừng vội vã ra những quyết định đầu tư vội vàng, dù lúc này nóng lòng muốn gia tăng tài sản, thu nhập thì vẫn phải đợi thời điểm thích hợp hơn. Bạn nên học cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan. Do là tháng cận kề Tết Nguyên đán nên nhu cầu sắm sửa tăng cao, bạn tốt nhất nên kiểm soát việc chi tiêu của mình. Tết nhất có nhiều thứ phải sắm sửa, nhưng đừng quên kinh tế của bạn vẫn cần phải cố gắng nhiều nên chưa thể phung phí ở thời điểm này. Làm ăn hùn hạp nên tìm hiểu kỹ, kẻo bị lừa gạt thời điểm cuối năm. Và để hóa giải vận đen chiêu mới may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy thì chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị những con giáp xui xẻo nhất trong tháng 12 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!